Hello, xin chào tất cả mọi người. Atlanta là thủ phủ và là thành phố đông dân nhất của tiểu bang Georgia, vùng đô thị lớn thứ 9 tại Hoa Kỳ. Thành phố này nổi tiếng với những cảnh quan bắt mắt và nền văn hóa đặc trưng, và là một trong số những thành phố đáng sống nhất thế giới. Bởi vậy, du lịch Atlanta vốn là điều tuyệt vời. Callaway Gardens là một khu giải trí ngoài trời bên ngoài Atlanta, Georgia, có các hoạt động cho cả gia đình. Callaway Gardens nằm trên 13.000 mẫu Anh, hẻo lánh khoảng 80 dặm về phía tây nam của trung tâm thành phố Atlanta, là một rừng và hiển thị vườn quanh năm, cộng đồng dân cư và khu nghỉ mát. Điểm nổi bật bao gồm những con đường mòn tự nhiên và một trung tâm làm vườn, một nhà kính bướm, hai sân golf từng đoạt giải thưởng, một bãi biển trên bờ hồ lớn và các chương trình giáo dục, các sự kiện đặc biệt và nhiều hơn thế nữa. Mỗi năm, vào dịp xuân đến, khắp nơi trên thành phố đều hiện diện bóng dáng của những hoa đang đua nhau khoe sắc. Lúc này, thành phố Atlanta sôi động bỗng trở nên thật nên thơ, hiền hòa. Tận dụng thế mạnh là những loài hoa xinh đẹp, thành phố Atlanta đã mang đến cho du khách một lễ hội đặc sắc của các loài hoa mang cái tên mỹ miều là lễ hội mùa xuân. Lễ hội này được tổ chức hàng năm tại vườn Callaway. Vì vậy, nếu du khách đến Atlanta vào mùa xuân, bạn đừng quên đến với lễ hội mùa xuân tại vườn Callaway nhé, nhất là những ai đang muốn hòa mình với thiên nhiên để tạm quên đi những ưu phiền của cuộc sống. Lighting, flight style, but here with Roman, well, he keeps everybody on their toes, including us trainers. Because it's a little misleading to look at a bird of this size because a lot of people are going to think they're much heavier than they actually are. These things on top of their head are what are known as ear tufts or plumicorns. They're nothing more than little clusters of feathers that aid the species that have them in communication and in camouflage as well. So as she stands these up atop her head, it's going to help break up the outline of her body so she can blend in better as she is roosting or hunting in the treetops above.